Tôi tính xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người. Chào Tuấn. Chào anh Tính. Rồi vũ xuống nè. Em mới ghé cái sọt anh. Mới ghé cái sọt hả? Dạ. Đi đường ngoài kia vô luôn ha. Dạ đúng rồi. Nhà đây không có ai chân đóng tiêu chứ người ta. Ừ, ta nói mới ghé cái mập, mới ghé cái sọt. Nói cái sọt là đúng rồi đó. Sọt là miền Tây rồi đó. Đúng rồi. Nãy mình đi lò với ảnh mà ảnh ngủ rồi. Ơi trời ơi, nay chơi cái đầu chọc lóc đi con. Chào bé Liễu. Chào cô. Làm gì vậy Liễu? Rượu chín. Ăn rượu chín hả? Mới dịch. Ăn sập này đâu rồi? Đi chắc lúa, đâu sáng chưa về đó. Ngay hôm qua có dắt không? Đó, đi nữa rồi. Vậy là nay dắt nữa rồi đó. Đi nữa rồi, uống coi chơi thấy bằng nào vậy đó. Không, hôm nay, nghe nè. Hôm nay có nhậu không? Không hiên. Ừ, im. Im. Có lý gì có dắt lúa là không có nhậu. Hên quá. Hello Liễu. Dạ. Vậy là hôm nay ở bên nhân nhiệm cái gì tặng cho gia đình thằng thờ cũng thờ thờ cha của Tuấn như là cô Quyền. Cái này bây giờ mình phải kinh ga đừng để ra để cơm đựng cơm đẹp bình không còn cái gì không giờ luôn này chặt bị chặt thì chặt thỉnh thỉnh cha xuống đi xá đàng hoàng đúc nhang trụ đúc nhang xá đàng hoàng xin nói với cha trình với cha Tuấn. Tía ơi, nay tình hình vậy vậy đó. Có sao nói vậy. Xin cha cho con thỉnh đỡ qua đâu đó. Ba ơi, nay có nhà mới rồi. Nay có nhà mới. Tôi xin Tấn xin cha thỉnh đỡ qua. Xuống bàn thờ mới cho mới ở. Lên bàn thờ cho mới xuống. Lên bàn thờ cho mới ở. Bây giờ con vinh đỡ cái thỉnh xuống. Rồi nói tía ơi, tía thông cảm con đang một quần cục. Rồi thông cảm với tía này, con nhau quần cục vậy thôi à. Rồi ngắm. Rồi thỉnh mà thỉnh tía lên chứ không thỉnh tía xuống được nha. Gì lía chân dạ. Dạ mai. Dạ. Con đủ chín lần, nó đủ chín lần. À, dạ dạ cảm ơn, chưa để con làm nhiệm vụ rồi hả? Rồi mua phạt cha đi. Một Phật liếu chứ trời, để bên thờ nè, để bên đây không được, không, Phật quan âm không để chung được. Để đỡ lên đó đi, mô Phật nó đi ngang, để không được. Đó, để cao đây cái giường. Mô Phật đấy, mô Phật tía. Để đưa hương qua rồi, đi hương qua. Bình nghĩa luôn. Bình nghĩa luôn. Người hiểu đâu vô làm tiếp. Bình trao mọi đây, cảm ơn ấn quá. Biết ăn không? Trời ơi, trời ơi. Không biết ai biết ăn không à? Hết luôn. Biết ăn không? Vừa vậy mà hết luôn. Biết ăn không? Đây này tối này chứ biết ăn không, không biết làm hả Liễu? Biết làm nghỉ ăn đi. Vâng, không biết làm thì nghỉ ăn luôn đi. Tại cao cao nè. Bỏ cái gỡ lộn ra nè. Ngủ rồi các bạn. Đây hết cái đầu đá không? Quay đừng tới đầu Liễu. Đầu con miếng nè. Tủ nhà heo mà. Đâu còn nguyên nè, rất tàu đâu, rất tàu. Còn rất tàu không? Còn nguyên nè. Vô lúc. Nhăn ô trong nhăn. Ừ. Vô lùm tính rồi. Vô lùm tính. Mở cái tay đấy nghe. Để gác này, để gác này hai nãy vô. Để hơi đi. Để gác này, để gác này. Quá đẹp. Cái thủ đi. Cái mũ. Chưa đi, để vô, chưa đi. Liễu đâu vô, cái mũ, Liễu. Liễu. Trời ơi, nó quay cái gì vậy trời. Cái mũ đi, anh em vô. Cô đó gọi, kêu con, cái mũ nè. Kêu mẹ, cái mũ. Trong cần nhà tắm rồi. Nhà tắm rồi. Cho tắm rồi. Tắm rồi. Đúng ra. Cái gì thấp? Đầu thấp. Ý hết bị nghiêng phải không? Đầu đi. Nghiêng thì do cái nền hoặc là do cái trên đó nó không bằng. Cái nền đó,
không phải thấp bằng cái đó. Bây giờ nè, nghe là anh tháo gia đình xuống đi, tháo nó liền lấy cái kem. Không được rồi. Không được hả? Ừ, lau đi. Ê! Lau, cái này lau sao lau? Lau gì cái gì á? Còn nữa lau được trời ôi! Lấy khác! Mấy đứa này. Em gì đấy đi. Giống như là sức giác. Họ kéo vô vô tí. Hỏi em nữa. Vui lắm. Hỏi không phải. Hỏi không phải. Hỏi vô tí. Cái nào lao bàn thờ là khăn lao bàn thờ rồi. Ừ. Không có lấy cái khăn ở dưới mà lên lao cái mặt bàn thờ được nha. Có nghĩa là để chiên gì lao bàn thờ nha. Mần gà hay vậy? Ờ, à, tưởng mần gà chứ. Chứ chứ khỏi mần gà nha. Ờ, à, mần gà kỳ lắm. Rửa mấy ly trên tủ hả? Rửa ly gì mà xả thau nước ốc cục nổi vậy? Ờ, rửa ly tao múc nước tao rửa xả mấy cái chơi nguyên cái thau. Cái tấm nó chảy trên luôn gì cô? Khỏi đi, chảy cái đó lên xấu lắm. Khỏi chảy đi. 4 con với 3 con tổng cộng là 8 con hả? Mãi 4 con. À. Con trong đây nhiêu? Đây 3 con nó chết ra hả? Nó chết một con đó. Kéo khô chân lên, kéo khô chân lên. Nó chết một con, nó ngợp á. Rồi sao bữa nay có Mạnh Quân cho cái tủ vậy đó, cô có gì muốn nói không? Để người Tưng nói đi. Người Tưng nói hả? Chị ơi sao mình nói cũng được. Tưng đã nói chuyện được không? Hả? Liệu nói đi liệu. Cảm ơn Kim Hà. Ừ, cho sao? Cái tủ bằng thời cha. Ừ. Cảm ơn bà nhìn tiền được rồi, góc người nghèo. Ừ, gì hơi đó hen. Ừ. Trọng Nhân nói gì không con? Nói gì không? Trọng Nhân le lử hả? Cười. Còn kia còn bày con chó, kia đúng của bà con bày nữa. Ừ. Bày nữa. Tại sao bữa nay được cái tủ rồi sao? Có gì muốn nói không nè? Cảm ơn mấy anh chị. Cảm ơn chị Kim Hà thôi. Kim Hà. Ừ. Rồi, cảm ơn mình nói chuyện ngày nay nói chuyện. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Kim Hà về tất cả. À. Bạn được bạn được giúp em, cảm ơn đủ thế em cũng thờ cái ba người này. À. Rồi giờ nghe giữa cho anh ta tích. Ngay chỗ đó ngay giữa ngay giữa ngay giữa chứ. Em nhìn thấy ngay giữa thì nó ngay. Em làm ngay ngắm ngay giữa chứ. Nó cũng tương đối thôi chứ còn tuyệt đối thì sao không được đâu. Rồi ném vào bên coi coi. Ngay giữa giờ ngắm này hay ngay giữa chứ. À, nói chung tương đối thôi. Cầm cái máy xỉa thì theo góc nữa đâu có chính xác. Cảm ơn ông Quân. Ông Tứng nói đi. Tụng Tứng ơi. Không, anh Tứng nói rồi. Giờ cô nói cảm ơn chị Kim Hà ở bên Pháp đi. Cảm ơn chị Kim Hà Pháp giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn giúp đỡ cho gia đình cái tủ thờ để cho cha của Liễu có cái tủ thờ để mà thờ đốt nhang hàng ngày ha, chứ là cúng quyền trong họ. Cô thì lời lẽ cô không được như người ta, chung là muốn nói nhiều lắm nhưng mà không nói nên lời. À, nó mở cái rồi đây để đi chung hết không vô đi mở ra coi từ từ kéo banh rồi mai. Ủa, gì đóng không ha? Tủ gỗ gì anh Nhâm? Ủa? Đẹp quá ha. Thì cũng báo cho chú anh chị là cái này bằng thao lao. Sao mở ra đâu, anh đang dịnh mở sao mở đâu? Đường nào? Này này, tủ cái nó cấm. Sao hả? Thà sao mà lao quên ta? Mở làm sao nè? Thao lao chứ, thao lao. Dịnh? Cái gì? Mở đi cho mấy mấy. Lạc mở chứ gì đâu không được. Mở, mở đứng nào, mở ra sao? Vậy rồi Đức Tính đã cập nhật cho mọi người xem hôm nay gia đình Liễu nhận được một món quà lớn của chị Hà bên Pháp. Và video đến đây cũng xin được khép lại. Xin chân thành cảm ơn chị Hà đã giúp cho gia đình của Liễu Khờ hôm nay được cái tủ thờ rất là quý. Chúc cho gia đình của chị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chân kính chào tạm biệt mọi người.